Vâng, đây là chuyến tàu qua thủ đô và rất nhiều người nước ngoài đang háo hức ạ. Họ đứng đây để họ được nhìn chuyến tàu của Hà Nội ạ. Mấy người Tây đấy ạ. Đấy. Mấy cô Tây này, mấy ông Tây này rất thích ạ. Mấy người Việt Nam bảo là mấy ông Tây này, nước này nó đéo có tàu hỏa hay sao mà nó phải đứng nó quay. Và người nước ngoài người ta sang Việt Nam người ta thích những cái tàu hỏa cổ lỗ sĩ của Việt Nam nhá. Vâng.